Mình được cho biết là Burger Barn làm nước sốt bằng việc trộn 2 muỗng mật ong đầy với 1 muỗng mù tạt. Còn Sandwich Town thì làm nước sốt bằng cách trộn 4 muỗng mật ong với 1 muỗng mù tạt. Vậy thì nước sốt nào có mùi mù tạt nặng hơn đây? Bây giờ bạn hãy dừng video lại và thử coi bạn có thể tự giải được không? Còn bây giờ thì mình sẽ nghĩ về tỷ lệ của mật ong với mù tạt tại mỗi nhà hàng. Mình sẽ nghĩ về trường hợp của Burger Barn trước. Mình sẽ ghi là BB, ghi cho chữ BB cho nhanh thay vì Burger Barn. Họ có 2 muỗng mật ong cho mỗi 1 phần 2 muỗng mù tạt, vậy nên tỷ lệ mật ong trên mù tạt theo đơn vị muỗng là 2 muỗng mật ong cho mỗi 1 phần 2 muỗng mù tạt. Vậy đây là tỷ lệ mật ong trên mù tạt. Mình sẽ ghi ra là đây là mật ong và đây là mù tạt. Bây giờ tới Sandwich Town. Mình sẽ gọi nó là ST. Sandwich Town thì làm nước chấm bằng 4 muỗng mật ong cho mỗi 1 muỗng mù tạt. Vậy thì tỷ lệ mật ong trên mù tạt là 4 muỗng trên 1 muỗng. Một lần nữa thì đây là mật ong, còn đây là mù tạt. Bây giờ thì mình có thể so sánh chúng với nhau bằng cách nào đó được hay không? Bây giờ mình biết là mình có 1 phần 2 muỗng mù tạt ở đây và 1 muỗng mù tạt ở đây. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu mà mình nhân cả mù tạt và mật ong cho hai? Như vậy thì cũng sẽ bằng với tỷ lệ ban đầu bởi vì mình nhân cho một lượng bằng nhau. Vậy khi mà mình nhân cho hai ở cả hai trường hợp thì mình có 4 muỗng mật ong cho mỗi muỗng mù tạt. Vậy thì nó sẽ bằng với tỷ lệ mà mình đã có ở Sandwich Town. Vậy ra là cả hai có nồng độ mù tạt như nhau. Chúng có tỷ lệ mật ong và mù tạt cũng như nhau. 4 muỗng mật ong cho 1 muỗng mù tạt ở cả hai trường hợp. Và mình sẽ làm một ví dụ khác. Bây giờ ở đây thì mình biết được là màu tím. Mình biết được là cái màu tím mà Patrick thích nhất là màu tím được tạo ra bởi 4 ounce màu xanh dương. Vậy mình sẽ gạch chân nó bằng màu xanh và đây là và cho mỗi 3 ounce màu đỏ. Vậy thì tỷ lệ màu xanh và đỏ là 4 xanh dương. 4 xanh dương cho mỗi 3 đỏ. Vậy là 3 4 trên 3. Vậy thì cách trộn nào sau đây sẽ cho cùng một màu tím như vậy đây. Bây giờ bạn hãy dừng video lại và thử xem bạn có tự giải được hay không. Bây giờ đây là 3 ounce màu xanh dương trộn với 4 ounce màu đỏ. Vậy thì tỷ lệ ở đây là 3, 4. 3 trên 4. Và mặc dù thì nó cũng có cùng những con số như ban đầu nhưng mà đây là tỷ lệ khác bởi vì thứ tự sắp xếp rất là quan trọng. Đây là 4 ounce xanh với 3 ounce đỏ. Còn đây là 3 ounce xanh và 4 ounce đỏ nên mình phải loại đáp án này đi. 8 ounce xanh dương với lại 6 ounce đỏ. Ở đây thì tỷ lệ này là 8 ounce xanh cho mỗi 6 ounce đỏ. Vậy thì hai cái này có phải là tỷ lệ bằng nhau hay không? Nếu mà bạn nhân cho cả hai trường hợp thì bạn sẽ có là 8 6. 4 x 2 là 8, 3 x 2 là 6. Vậy nó cũng là một tỷ lệ tương tự. Nên là mình sẽ chọn cái này. Còn ở đây thì là mình có 6 ounce xanh và 8 ounce đỏ. Ở đây thì người ta đã đảo ngược xanh và đỏ với nhau rồi. So với cái này, như vậy là đây là tỷ lệ 6 8. Mình sẽ viết nó ra là đây là tỷ lệ là 6 ounce xanh cho mỗi 8 ounce đỏ. Vậy thì cũng như lúc lý do mà mình đã loại đáp án đầu tiên thì cái này dùng cùng những số như nhau nhưng mà thứ tự khác nhau và thứ tự thì quan trọng nên mình sẽ loại nó đi. Tiếp theo là 20 ounce xanh dương cho mỗi 15 ounce màu đỏ. Vậy thì có bằng nhau hay không? Bây giờ để đi từ 4 đến 20 thì bạn cần nhân cho 5. Và để đi từ 3 tới 15 thì bạn cần nhân cho 5. Mình có thể nhân cùng một số để đi từ 4, 3 tới 20, 15. Vậy cái này cũng là tỷ lệ tương đương. Cuối cùng là 12 ounce xanh dương trộn với 16 ounce đỏ. Bây giờ tỷ lệ ở đây là
12 ounce xanh cho mỗi 16 ounce đỏ. Bây giờ mình sẽ thử nghĩ. Để đi từ 4 tới 12 thì bạn cần nhân cho 3. Bạn phải nhân cho 3. Và nếu bạn nhân 3 cho 3 thì bạn sẽ có 9 chứ không phải là 16. Vậy thì tỷ lệ này không bằng với lúc đầu. Một cách khác để nghĩ về nó là nếu mà bạn có tính theo ounce thì bạn có nhiều ounce xanh hơn đỏ cho bất cứ tỷ lệ nào. Nhưng mà ở đây bạn thấy là có nhiều ounce đỏ hơn xanh, vậy đó là một cách để nhận ra là hai cái này không bằng nhau. Vậy chỉ có B và D là những cách mà trộn tương tự sẽ cho cùng một màu tím như ban đầu. Để có màu tím như vậy thì bạn cần phải có một tỷ lệ xanh và đỏ như ban đầu.